Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy 13 tháng 4 2019, đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ Đề. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ Đề qua câu chuyện bài diễn văn nói về con chó và ông lão sửa ổ khóa do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện. Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề với câu chuyện bài diễn văn viết về con chó. Chuyện do viên hùng sưu tầm, tủ linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. George Graham West, 1830-1904, là người nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng không phải chỉ bởi vì ông là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Mặc dù ông làm chức vụ này đến 24 năm, ông nổi tiếng vì một bài diễn văn ca ngợi một con chó khi ông còn là một luật sư. Vào năm 1870, 9 năm trước khi trở thành thượng nghị sĩ, luật sư George Graham West đã nhận bào chữa cho một người thợ săn. Kiện một người chăn cừu đã giết chết con chó của mình vì nghi nó đã giết những con cừu của ông ta. Tên con chó là Old Trump. Bằng những lời ca ngợi con chó ông đã thuyết phục được toàn thể bồi thẩm đoàn và thân chủ của ông đã thắng kiện ngày nay trước trụ sở một tòa án tại warrenburg tiểu bang missouri người ta đã dựng tượng đài một con chó để đánh dấu sự kiện lịch sử này trong phiên tòa west với tư cách là luật sư đã bào chữa cho thân chủ bằng cách đã bác bỏ lời khai không đủ bằng chứng của bị đơn về mặt pháp lý west là thân chủ đã thắng cuộc bài phát biểu trước bồi thẩm đoàn như sau thưa quý ngài bồi thẩm đoàn người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương hết mực cũng có thể bỏ rơi ta những người gần gũi thân thiết ta nhất những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc, lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tâm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc. Bởi một hành động một giờ, những kẻ phủ phục tôn vinh ta. Khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta. Khi ta xa cơ lỡ vận, Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người khó có được trong thế giới ích kỷ này. Người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay cháo chở. Đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta, trong phú quý cũng như trong lúc bần hàng khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù đông cắt da cắt thịt hay bạo tuyết lấp vùi miễn sao được cận kề bên chủ là được nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó nó liếm vết thương của ta và những chày xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta. Như thể ta là một ông hoàng. Dù ta có là một gã ăn mày. Nếu chẳng may số phận, đã ta ra rìa xã hội. Không bạn bè, vô gia cư, thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù dù khi ta đã tán gia bại sản thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời và một khi cho đời hạ màn thần chết rước linh hồn ta ra đi để lại thân xác trong lòng đất lạnh thì khi ấy tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sâu nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy, con bên nắm mồ ta, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thật, ngay cả khi ta đã mất rồi. Hãy yêu quý chó. Câu chuyện thứ hai, ông lão chuyên nghề sửa khóa. Có một ông lão chuyên nghề sửa khóa đã làm trên 50 năm, nên rất nổi tiếng về tài mở ổ khóa để tìm một người đệ tử kế thừa. Ông đã gạn lọc rất nhiều người và cuối cùng chỉ còn lại hai đồ đệ mà ông cho rằng có thể xứng đáng nhận lãnh trách nhiệm nặng nề ấy. Nhưng vinh dự ấy chỉ dành cho một người nên họ phải trải qua cuộc tranh tài. Thể lệ cuộc thi chỉ đơn giản là ai mở khóa nhanh nhất và trả lời được một câu hỏi của thầy sẽ giành chiến thắng. Ông lão đã chuẩn bị hai chiếc rương đặt vào mỗi phòng và khóa lại rất kỹ bằng loại khóa rất hiện đại. Nếu không phải là tay nghề chuyên nghiệp thì không tài nào mở được khóa đó. Kết quả, chưa đầy 5 phút thì người đệ tử thứ nhất đã mở ra được, người đệ tử thứ hai phải mất 20 phút mới mở xong. Ai cũng tin chắc đệ tử thứ nhất sẽ được kế thừa vì kết quả vòng 1 đã quá rõ ràng. Vòng 2 bắt đầu. Ông thầy già hỏi đệ tử thứ nhất, sau khi mở khóa, con thấy trong rương có những gì? Mắt vị đệ tử thứ nhất sáng lên và nhân nhậu trả lời, dạ thưa thầy, trong rương có thật nhiều tiền và vàng. Cũng câu hỏi đó, vị thầy quay sang hỏi vị đệ tử thứ hai, trong rương có gì không con? Anh nói, dạ thưa thầy, con chỉ biết mở khóa thôi, nên không thấy có gì trong rương. Cuộc thi chấm dứt, mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả. Ai cũng tin chắc rằng, người thứ nhất sẽ giành phần thắng tuyệt đối. Bây giờ, ông thầy trịnh trọng tuyên bố, đệ tử thứ hai được kế thừa sự nghiệp của ta người đệ tử thứ nhất không chấp nhận liền phản đối. Thầy làm như vậy là không công bằng chút nào. Người thầy từ tốn trả lời, nghề của ta cần phải có lương tâm và đạo đức. Mục đích mở khóa là giúp người làm lại chìa khóa để họ tiện sử dụng những gì cần thiết. Nhà ngươi do lòng tham nên đã cố gắng mở rất nhanh vì mục đích tìm kiếm tiền bạc. Do đó, Người sau này nếu không thay đổi tâm tính sẽ là tên siêu trộm lấy cắp của người. Còn mong gì kế thừa sự nghiệp của ta đây? Người xưa tin rằng sống, chết, giàu có và địa vị xã hội mà một người có thể đạt được đều tùy thuộc vào số phận, nền tảng của đời sống là phải dựa trên công bằng và đạo đức. Tài sản có được là thước đo về hành xử đạo đức của người đó. Khả năng tích lũy của cái là kết quả của việc có đạo đức tốt. Những người không có đạo đức thực sự đang chiêu mời sự nghèo khổ và hoạn nạn vào trong nhiều kiếp sống của họ. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 gmail com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.